Kính chào quý vị khán giả. Tháng 11 vừa qua thì Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo, di sản văn hóa quan trọng, biểu trưng cho quyền lực chính trị của một giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam, đã hồi hương sau nửa thế kỷ ở Pháp. Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo hồi hương nhận được sự quan tâm của công chúng và sự kiện này vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn đưa vào danh sách 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của năm 2023 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Những biến động lịch sử đã khiến nhiều cổ vật quý của Việt Nam bị đưa sang nước khác theo nhiều con đường khác nhau. Việc đưa các cổ vật quý có giá trị văn hóa lịch sử trở về với vị trí nguyên gốc của di sản là rất quan trọng, thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý và hỗ trợ của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, tính đến hiện nay thì số lượng cổ vật được hồi hương vẫn còn khiêm tốn do nhiều gian nan và rào cản. Hiện có 3 con đường để hồi hương cổ vật. Thứ nhất là chính phủ các nước tự nguyện trả cổ vật cho Việt Nam theo Công ước UNESCO 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa. Thứ hai là cá nhân tổ chức vận động quyên góp, mua cổ vật và hiến tặng về nước. Cách thứ ba được đánh giá là nhanh nhất và hiệu quả nhất, đó là tham gia đấu giá từ nước ngoài để đưa cổ vật về. Tại một số phiên đấu giá quốc tế trong những năm gần đây thì nhiều hiện vật cổ có xuất xứ từ Việt Nam có mức giá lên tới hàng chục tới nhiều chục tỷ đồng. Phần nào cho thấy giá trị cổ vật cũng như di sản văn hóa Việt Nam được đánh giá cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, giá quá cao cũng trở thành trở ngại khiến cổ vật Việt khó có cơ hội hồi hương do nước ta còn hạn hẹp về ngân sách. Để có thể đưa các cổ vật quý giá, các di sản văn hóa của đất nước trở về, ngành văn hóa cần nghiên cứu những quy định đặc thù. Các tác phẩm nổi tiếng, các cổ vật có giá trị bị lưu lạc được coi là sự chảy máu về văn hóa, là sự thiệt thòi cho những thế hệ sau khi chứng tích lịch sử của đất nước không hiện hữu tại quê nhà. Cũng chính vì vậy, quyết tâm sưu tầm hồi hương cổ vật về Việt Nam không chỉ để bổ sung hoàn thiện các sưu tập cổ vật, bảo vật, di sản văn hóa bị thất lạc, mà còn đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa, một nội dung mà UNESCO rất chú trọng trong bảo tồn di sản văn hóa, thể hiện vai trò khi thực hiện các cam kết quốc tế tại công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Một vài kinh nghiệm trong công tác hồi hương cổ vật của một số quốc gia châu Á sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.